Minibus. Mình thích lái xe, yeah yeah. Mình thích lái xe, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah yeah. Kiki, cậu đang hát sai giai điệu rồi đấy. Nhìn kia, là Toby. Đây, Toby. Anh ấy đang ngủ sao? Toby, dậy đi. Cẩn thận, di chuyển ngay đi. Toby, nhìn đèn giao thông đi. Toby, dừng lại. Mắt ra mà nhìn tín hiệu đi. Toby, anh không sao chứ? Tôi đau quá. Chúng ta cần đưa anh ấy đến tiệm sửa chữa ngay. Có vẻ như anh ấy cần phải sửa nhiều đấy. Hộp dụng cụ ở ngay đây rồi ạ. Jack, bắt đầu sửa chữa ngay thôi. Không. Chúng ta có dụng cụ tốt hơn. Ta-da! Wow! Sử dụng chúng thế nào ạ? Chà, tôi sẽ cho các bạn thấy. Boom chicka boom boom, boom chicka boom boom, boom chicka boom boom. Cùng làm ngay thôi, giữa chiếc xe kéo này. Chiếc xe kéo kia. Kiểm tra thật kỹ nha. Mau xem xung quanh. Có vấn đề gì thế? Chiếc đèn xe mình sửa ngay nha. Được ạ. Boom chicka boom boom, boom chicka boom boom, boom chicka boom boom, boom chicka boom boom. Cùng làm ngay thôi, sửa chiếc xe kéo này. Chiếc xe kéo kia đang bị thương đây. Kiểm tra thật kỹ nha. Mau xem xung quanh. Có vấn đề gì thế nhở? Là lốp xe. Mình sửa ngay nha. Boom chicka boom boom, boom chicka boom boom, boom chicka boom boom, boom chicka boom boom. Cùng làm ngay thôi, sửa chiếc xe kéo này. Chú sẽ để phần còn lại cho các cháu. Chú đừng lo. Chiếc xe kéo kia đang bị thương đây. Kiểm tra thật kỹ nha. Mau xem xung quanh. Có vấn đề gì thế? Ở thùng dầu ạ. Mình sửa ngay nha. Yeah. Boom chicka boom boom, boom chicka boom boom, boom chicka boom boom, boom chicka boom boom. Cùng làm ngay thôi, sửa chiếc xe kéo này. Boom chicka boom boom, boom chicka boom boom, boom chicka boom boom, boom chicka boom boom. Yay! Tuyệt vời! Cuối cùng chúng ta đã sửa xong, Toby! Toby! Có ai cần dịch vụ kéo chở hàng không? Toby, trông anh rất mệt mỏi. Có chuyện gì vậy? Là vì tôi đã lái xe cả đêm. Tôi xin lỗi. Cậu không nên ngủ gật khi lái xe. Điều đó rất là nguy hiểm. Anh cần nghỉ ngơi. Kiki, Miu Miu và chú Jack, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt. Tạm biệt. Mình sửa xe, yeah yeah. Mình sửa xe đây, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Kiki, cậu lại hát sai nhạc rồi. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Này các bạn, làm việc đi, đừng lười biếng. Ha 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 ha
lái xế. Đi làm nhiệm vụ ngay thôi nằm quái xế đây. Quái xế cảnh sát sẵn sàng đi giúp đỡ nào. Ở đây có ai không? Hay lại giúp tôi với. Quái xế cảnh sát sẽ nhanh giúp đỡ bạn. Cảm ơn cậu. Đi làm nhiệm vụ ngay thôi, bốn quái xế đây. Quái xế cứu hỏa sẵn sàng đi giúp đỡ nào. Sẽ giúp ngay đây, quái xế cứu hỏa. Cảm ơn bác. Đi làm nhiệm vụ ngay thôi, ba quái xế đây. Quái xế cứu thương sẵn sàng đi giúp đỡ nào. Ở đây có ai không? Chân của tôi đau quá. Quái xế cứu thương sẽ nhanh giúp đỡ bạn. Đừng lo lắng. Xe đây, quái xe xe kéo sẵn sàng đi giúp đỡ nào. Bạn ơi giúp tôi bị kẹt ở đây. Quái xe xe kéo đây sẽ nhanh giúp đỡ bạn. Tôi rất là khỏe. Còn lại một xe quái xe lên đường. Quái xe xe tải đi giúp đỡ nào. Tôi sẽ giúp ngay, quay xe xe tải. Chúng tôi là những quái xế tài giỏi. Bài kiểm tra chọn lọc lính cứu hỏa, chuẩn bị xuất phát. À, cứu tôi với, cứu tôi. Cứu tôi, cứu tôi. Oh, wow. Cứu tôi, cứu tôi. Chúng ta phải làm gì đây? Anh ấy ở quá cao, chúng ta không thể bơi tới được. Wow. Wow. Thật là tuyệt. Chúc mừng các bạn. Các bạn đã vượt qua bài kiểm tra. Chào mừng các bạn gia nhập đội cứu hộ. Xe cứu hỏa. Tôi có một nhiệm vụ. Tôi đến đây. Giờ mình cần nhanh đến giúp ngay. Có tôi đây dập tắt những đám cháy này. Dùng vòi dài phun nước lên cây. Yo ho ho, bạn hãy đừng lo. Ôi, túp lều đang cháy, tôi sợ lắm. Máy xúc, tôi cần bạn giúp. Do, do, what do, what do. Máy xúc. Do, do, what do, what do. Tôi có một nhiệm vụ. Do, do, what do, what do. Tôi đến đây. Do, do, what do, what do. Giờ mình cần nhanh đến giúp ngay. Có tôi đây cùng dập tắt những đám cháy này. Mình dùng gầu giúp đất nhanh thôi. Yo ho ho, bạn hãy đừng lo. Tôi sợ đám cháy, tôi cần giúp.
Tôi có một nhiệm vụ. Tôi đến đây. Ở đây. Giờ mình cần nhanh đến giúp ngay. Có tôi đây cùng dập tắt những đám cháy này. Và mình phải phun nước nhanh thôi. Yo ho ho, bạn hãy đừng lo. Sẽ cứu hỏa. Máy xúc. Trực thăng. Điện đội cứu hộ. Nhiệm vụ hoàn thành. Mọi người nhìn này, những chiếc bánh vòng này đã sẵn sàng rồi. Mùi thơm quá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chiếc bánh vòng đã sẵn sàng. Thích chiếc bánh đỏ. 4. Nhảy thật vui trên khay. 4 chiếc bánh xinh. 1 chiếc bánh không may ngã xuống kia. Và rồi một tên trộm sói xuất hiện. Âu ta rất thích chiếc bánh vàng. 3. Nhảy thật vui trên khay. 3 chiếc bánh xinh. 1 chiếc bánh không may ngã xuống kia. Và rồi một trộm sai xuất hiện. Ta rất thích bánh xanh dương này. Chiếc bánh vòng xanh dương. Lạ thật. Các bạn ấy đi đâu hết rồi? Chắc các bạn ấy ra ngoài chơi rồi. Chúng mình nhảy nhót tiếp đi. Hai. Nhảy thật vui trên khay. Hai chiếc bánh xinh. Một chiếc bánh không may ngã xuống kia. Và rồi một tên trộm sai. Rất thích bánh vòng màu xanh lá. Ta rất thích bánh vòng màu xanh lá. Một ngày thật vui trên khay. Một chiếc bánh xinh. Ô chiếc bánh không may ngã xuống kia. Và rồi một tên trộm sói xuất hiện. Ta rất thích chiếc bánh vòng màu tím. Từ ăn hôm nay ta có rất nhiều bánh vòng để ăn. Này sói, ông đang làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì với những chiếc bánh vòng thế nhở? Wow, bướm kia. Đợi tớ với. Cứu tôi với, xe cứu hỏa. Cứu tôi với, ở đây có cháy. Cứu xe cứu hỏa, chúng tôi cần bạn giúp. Wow, đẹp quá. Khí cầu của chúng ta có vấn đề rồi. Cứu với, chúng tôi đã mắc kẹt ở đây. Xe cứu hỏa, cứu chúng tôi. Lên đường thôi, lên đường thôi. Có một nhiệm vụ mới. Nhanh thật nhanh, nhanh thật nhanh. Xe cứu hỏa, lên đường. Đừng lo lắng, tôi sẽ cứu bạn.
không kìa. À, nghĩ cậu cũng thế. Cậu muốn sắc màu. Chúng mình hãy tạo màu cho đồ ăn và chia sẻ với các bạn nhé. Sẽ vui lắm đấy. Tớ sẽ làm những chiếc thạch màu sắc. Màu đỏ rau tây, màu vàng chai dưa, xanh dương việt quất và màu xanh kiwi. Wow. Giờ ta xay đỏ vàng xanh dương và xanh lá cây sẽ rất ngon. Mình làm thạch màu sắc. Ta ai cũng bị thương rồi. Ừ, chúng ta cần phải đến trạm sửa chữa ngay thôi. Chúng ta hãy nhờ Kiki và Miu Miu giúp đi. Xin chào các bạn, thợ sửa xe là chúng tôi. Yeah yeah. Bắt đầu làm việc thôi. Yeah yeah yeah. Xin chào các bạn, thợ sửa xe là chúng tôi. Yeah yeah. Bắt đầu làm việc thôi. Yeah yeah yeah. Kìa máy xúc đã
Kiki, Miu Miu. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Không có gì. Các bạn nhớ luôn chú ý an toàn nhé. Đồng ý. Ha 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 ha